tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ thương mại Nguyễn Lương Bằng thuộc khu Nam Viên, nơi có nhiều công viên cây xanh nhất phố Mỹ Hưng, nên căn hộ Hưng Phúc Happy Residence có vị trí đắc địa và không gian sống tốt. Hơn nữa, điều đặc biệt tạo nên giá trị và sự khác biệt của Hưng Phúc Happy Residence chính là cạnh bên cộng đồng dân cư thượng tầng tôn quý, khu biệt thự lâu đài Chateau vang danh. Hưng Phúc Happy Residence gần bên 4 công viên rộng 5,5 hectare, kiến tạo một môi trường sinh thái đáng mơ ước, nên cư dân có thể tận hưởng bầu không khí trong lành. Cuộc sống vì thế cũng trở nên mạnh khỏe, tinh thần thư thái hơn. Trong nhịp sống đô thị không thể thiếu các tiện ích hiện đại, Hưng Phúc Happy Residence mang lại cho cư dân trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc với những tiện ích ngay ngưỡng cửa, phố thương mại ngay tầng trệt, không gian sinh hoạt cộng đồng 250m² tại tầng 2 với hồ bơi, phòng gym, phố đi bộ. Từ Hưng Phúc Happy Residence, trong khoảng cách đi bộ là trường quốc tế Canada, trong khoảng cách 1km là khu thương mại tài chính quốc tế, khu The Crescent với đa dạng dịch vụ về giải trí, mua sắm, ẩm thực. Đây chính là sự khác biệt của nhà ở Phú Mỹ Hưng. Mua một ngôi nhà được cộng hưởng giá trị của cả đô thị hoàn chỉnh chức năng. Là một trong số ít dự án nhà ở của Phú Mỹ Hưng mà các căn hộ có cơ cấu diện tích sử dụng từ 71 đến 92m², nên Hưng Phúc Happy Residence mở ra cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu nhà ở Phú Mỹ Hưng với mức giá bán dễ mua, thanh toán dài hạn, nhiều ngân hàng hỗ trợ vay ưu đãi. Không gian sống tốt là nền tảng cho cuộc sống hạnh phúc. Hưng Phúc Happy Residence, cuộc sống hạnh phúc.